Mến chào các bác, bên cạnh em là những chậu hoa sen đang rất là nhiều nụ. Các bác nhìn thấy đẹp không? Và hôm nay em có thấy một bác hỏi trên một nhóm chuyên về sen súng trên Facebook là chậu sen của bác đó bị làm sao. Hình ảnh thì em có đính kèm trên video để các bác cùng theo dõi. Nếu các bác quan sát kỹ thì các bác thấy những cái mầm mà chuẩn bị nó lên lá ấy, nó bị cong và lá nó sẽ không xòe ra được, nó bị cụp lại. Và những cái nụ hoa nó cũng bị cong, chắc chắn cái nụ này sẽ bị thui. Thì bác ấy đang quan tâm là cái chậu sen của bác ấy bị làm sao, tìm cách xử lý triệt để. Thì với cái hình ảnh mà bác ấy cung cấp thì em khẳng định rằng là chậu sen của bác ấy do bón quá nhiều phân và bón rất nhiều loại phân, cho nên là cái cây sen nó bị sốc phân. Bởi vì là khi các bác là người mới chơi sen, khi mà chúng ta trồng những cái củ sen hoặc ngó sen, hoặc là kể cả trồng sen từ hạt, nó lên các bác thấy nó phát triển chậm là các bác sẽ nghĩ ngay tới việc chúng ta bón phân, đặc biệt là phân NPK. Thậm chí là bác nghe người này mua loại phân NPK này bón, hôm sau lại nghe người khác mua loại NPK khác các bác bón. Cái khoảng cách giữa hai lần bón phân quá dày, và mỗi một lần các bác bón phân bón quá nhiều thì dẫn tới cái việc là cái chậu sen nó dư cái lượng phân và cây sen nó bị sốc phân các bác nhé. Cái hiện tượng sốc phân này sẽ làm cho mầm của cái cây hoa sen nó sẽ phát triển theo một cái chiều hướng biến dạng như các bác nhìn trên màn hình ấy. Tức là nó đang phát triển lên liền cong xoăn và lá nó sẽ không bung được ra. Và nếu mà nó có ra nụ, nó cũng cong và nụ nó sẽ không phát triển được. Đó là sốc phân nhẹ các bác nhé. Còn nếu mà các bác bón nhiều nữa, sốc phân nặng, thì cả cái chậu sen nó sẽ cháy, nó sẽ lụi luôn các bác. Đó, các bác hết sức lưu ý nhé. Cái hiện tượng này không phải là chậu sen bị trĩ đâu. Cho nên là các bác phải phân biệt giữa cái hiện tượng sốc phân và hiện tượng bị bệnh trĩ các bác nhé. Bị bệnh trĩ thì đa phần sẽ làm cho cái lá sen nó đần lại và làm cho cái chậu sen nó rất là chậm phát triển các bác nhé. Còn cái hiện tượng sốc phân này thì thường xuyên xảy ra với những bác mới chơi sen lần đầu. Còn những bác chơi một vài năm rồi thì các bác có kinh nghiệm rồi thì thường sẽ không để cái hiện tượng sốc phân này xảy ra. Bón phân cho sen là một yếu tố giúp cho chậu sen sinh trưởng, phát triển, đóng nụ và ra hoa cực kỳ tốt. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta không làm đúng cách thì sẽ làm hại cho cái chậu sen của chúng ta. Còn nếu mà cái chậu sen bị sốc phân, tức là các bác lỡ bón quá nhiều phân, thì các bác sẽ phải xử lý như thế nào? Thứ nhất, các bác phải nghĩ ngay tới cái việc là chúng ta phải thay nước cho chậu sen. Có hai phương pháp. Nếu mà các bác đang sử dụng giếng khoan thì các bác có thể lấy cái vòi các bác xả tràn, cứ xả bao giờ nó gần như nó hết cái nước cũ trong chậu sen là được. Còn nếu mà trong nhà các bác sử dụng nước phải mua ấy, thì các bác sẽ xả ra cái chậu lớn để nó bay hơi bớt cái thành phần clo có trong nước. Sau đó thì các bác lấy một cái gáo hoặc một cái bát ăn cơm, các bác múc cái nước trong chậu sen ra. Hoặc là chậu nhỏ thì các bác có thể nghiêng lên, các bác chắc nước đi. Hoặc là các bác có thể lấy cái vòi, các bác hút rút cái nước ra, kiểu cái tio ấy. Sau đó chúng ta sẽ thay nước mới để nó làm nhạt cái hàm lượng phân khi mà chúng ta bón vào trong chậu nhé. Đó là cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai, nếu mà chậu sen nó bị sốc phân quá nặng rồi thì tốt nhất là các bác sẽ thò tay xuống, các bác moi củ, moi ngó lên, rửa sạch, cắt hết phần thối. Sau đó chúng ta sẽ ngâm nước sạch. Các bác lưu ý nhé, ngâm nước sạch, tức là cái nước mà chúng ta vẫn cho vào trong chậu sen ấy, tầm 2-3 ngày để cái chỗ mà nó có ánh sáng mạnh và mát nhé. Lưu ý không phơi nắng. Phơi nắng là nóng là nó cháy luôn cái củ sen hoặc ngó sen của chúng ta đấy. Các bác để như vậy 2-3 ngày thì cái củ hoặc ngó sen nó sẽ hồi lại, nó sẽ ngóc lên. Thì khi đó các bác sẽ lấy bùn mới. Các bác lưu ý nhé, chúng ta bỏ cái bùn cũ mà nó còn dư lượng phân NPK quá lớn, chúng ta bỏ đi, chúng ta lấy cái bùn mới chúng ta trồng lại, thì chúng ta sẽ cứu được những cái chậu sen của chúng ta nhé. Còn nếu mà các bác cứ để nguyên như vậy thì chắc chắn
cái chậu sen nó sẽ lụi dần dẫn tới cái việc là sen nó chết các bác ạ. Sen ở cái thời điểm mà nó đang ra rất nhiều nụ như thế này này thì nó cần một lượng dinh dưỡng cũng khá là lớn. Tuy nhiên các bác bón đủ thôi, chứ các bác bón nhiều quá là hỏng hết đó các bác. Ở cái thời điểm mà nó đang đóng nụ này thì các bác sẽ bón cái loại phân có hàm lượng lân và kali cao thì sen nó sẽ có cái nụ to, sau này nó nở hoa rất là đẹp, hoa thắm và rất là thơm các bác nhé. Cụ thể là các bác có thể sử dụng cái phân bón đầu trâu MK 704 ấy, các bác hòa ra nước 2g 1 lít nước, các bác đổ vào cái chậu hoa sen này này, đổ vào nước này này, như vậy cũng được. Hoặc là các bác có thể bón lân đơn cộng với kali đơn, kali đỏ ấy. Hai cái thành phần đó các bác sẽ cùng bón trong cái thời điểm mà cây hoa sen nó đang có nụ như thế này. Thì các bác gói vào cái giấy ăn ấy, sau đó vùi vào bùn như em hướng dẫn trên rất nhiều video ấy. Đó các bác ạ, để chúng ta có thể có những chậu sen thật đẹp. Ở đây những cái chậu hoa sen của em này, hầu như chậu nào nó cũng có bèo. Có một bác có chia sẻ là cái bèo tấm ấy có thể nó tự sinh ra đấy. Bởi vì là có những bác là sử dụng nước giếng, các bác trồng sen và không hề có bèo, không hề có một chút bèo nào nhé. Nhưng mà sau một khoảng thời gian bác trồng 2-3 tháng, nó xuất hiện rất là nhiều bèo tấm trên bề mặt chậu hoa sen. Thì bèo trên bề mặt chậu thì cũng không sao cả, nó có tác dụng làm mát nước này, có tác dụng lọc nước này, và nó sẽ có tác dụng hút bớt phân NPK. Khi mà các bác bón quá nhiều thì nó sẽ an toàn cho cái chậu hoa sen. Tuy nhiên nếu mà nó nhiều quá thì các bác phải vớt bớt, không là nó sẽ hút khá là nhiều dinh dưỡng, ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng phát triển của cây sen đó các bạn. Cho nên là các bác lưu ý nhé, để có những chậu sen thật đẹp thì cái quá trình chúng ta bón phân là một yếu tố quan trọng. Nhưng mà các bác phải bón phân đúng cách, đúng thời điểm và đúng liều lượng, không thì nó sẽ làm hỏng cái chậu sen của chúng ta ấy. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà nhớ nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé. Nếu có bất kể một chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại phần comment, em cùng các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta trồng các loại hoa cây cảnh trong vườn nhà để nó nở hoa thật đẹp, trang trí cho khuôn viên gia đình của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.